Các em chưa chỉ ra được nó thuộc từ loại nào, đúng không? Thì ở đây
từ ở câu A từ anh ở đây là vị trí cho từ ngữ trước chủ ngữ đúng không? Trước chủ ngữ và đây là chúng ta học cái thành phần chính của câu rồi, chúng ta học thành phần chính của câu là sáu rồi đúng không? Thì chủ ngữ và vị ngữ nó có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Chủ ngữ chính là đối tượng của cái hoạt động trạng thái được nói đến vị ngữ đúng không? Thế ở đây thì thấy là các cái từ hiện tượng này nó có mối quan hệ như thế nào với vị ngữ thì chúng thấy là vì nó có phản ứng ngữ nhỉ? Không đúng không? Cho nên là nó không có quan hệ trực tiếp với vị ngữ. Vậy cho nên là ở đây muốn biết được mối quan hệ của cái các từ hiện tượng này với các cái thành phần chính của câu chủ ngữ vị ngữ thì bây giờ vừa thử bỏ đi cái từ hiện tượng cho thế nào là vừa che cái từ này mà thì đây là câu đó gọi là anh không tìm đổi động như thế nào, bỏ việc bỏ các cái từ hiện tượng này đi luôn, thế nghĩa của câu nó phải tới đâu nào mời em. Nếu cô bỏ từ động đi nghĩa của câu có ảnh hưởng gì không? À không. Rồi, mình một xuống tương tự các câu còn lại. Nếu cô bỏ từ động đi nghĩa của câu nó không ảnh hưởng gì đúng không? Và như vậy như thế nào? Ở đây các từ liên động này khi mà ta bỏ đi nó không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu, như thế nào? Đó là thành phần phụ đúng không? Nó không tham gia vào cái cấu trúc chủ ngữ và vị ngữ. Do đó nó là thứ năm chú ý vào các cái từ đứng trước từ di động. Ở câu nhất chúng ta có từ nào đây nhỉ? Là từ còn đúng không? Câu thứ hai là có từ về, chúng ta đã học về từ loại thì nó thuộc quan hệ từ, nó thuộc quan hệ từ. Nhưng riêng câu B chúng thấy là nó trước cái từ di động nó không có quan hệ từ đúng không? Không có từ này, không có quan hệ từ. Vậy để cho cái đối tượng cũng như là cái đề tài ở trong câu nó được cụ thể hơn, nhấn mạnh hơn thì chúng ta có thể thêm vào câu này cái quan hệ từ, ví dụ về giàu tôi cũng giàu rồi đúng không? Vậy ở đây tôi vừa tìm hiểu các từ liên động này, chúng ta thấy nó là một cái thành phần phụ, nó không tham gia vào cái cấu trúc chủ ngữ và vị ngữ đúng không? Nó được thêm vào câu để làm gì? Thêm vào câu làm gì? Vậy nó không tham gia vào cấu trúc chủ ngữ vị ngữ, việc bỏ đi nó không ảnh hưởng đến cái ý nghĩa câu. Vậy ở trong các câu này thì người ta thêm vào để làm gì? Vào để làm gì? Như thế nào? Ở đây người ta thêm vào như thế nào? Ví dụ ở ví dụ A này, còn anh không bị đổ xúc động thì chúng ta thấy là thêm vào thì đề và đối tượng được nói đến trong câu có cụ thể hơn không nhỉ? À có đúng không? Ở ví dụ B vậy đúng không? Nhấn mạnh cái đề tài đó là vậy. Từ cái điểm thì chúng ta phân tích cái ví dụ này, chúng ta sẽ có cái tình huống như sau. Trường hợp đặc biệt khởi ngữ có thể đứng sau chủ ngữ, sau chủ ngữ.
về cái cần trắng nước, chúng ta đã được hiểu được rồi đúng không? Trắng nước thêm vào cơ để xác định thời gian, nơi, chỗ, địa điểm diễn ra sự việc trong công, đúng không? Ví dụ mùa xuân thì mọi người tung ra tiếng hót tham lực, thì mùa xuân ở đây nó vai trò là thành phần cần trắng nữ, đúng không? Còn mùa xuân thì tôi phân tích như vậy, ở câu thứ hai này mùa xuân có vai trò là khởi ngữ, đúng không? Thế là đề tài ở trong đọc câu, chúng ta không cần phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ đâu. Có ba bạn hãy ví dụ này, bài hát này lời rất hay và bài hát này lời rất hay. Như vậy ở đây thì là ở câu thứ nhất này, bài hát này lời rất hay. Bài hát này là chủ ngữ đúng không? Lời rất hay là chủ ngữ, nhưng ở câu thứ hai thì bài hát này lại là khởi ngữ, nên đề tài được nói đến trong câu. Vậy chúng ta chú ý khi phân biệt và phân biệt giữa khởi ngữ và khởi khác của câu. Chúng ta vừa tìm hiểu đặc điểm và công dụng của khởi ngữ, để là để chúng ta có thể hình thành những kỹ năng nhận biết khởi ngữ trong câu, cũng như một số những kỹ năng khi đọc tiếp và viết bài. Chúng ta có cái bài tập
đúng không?
chưa? Đối với ở đây nó là gì? Từ loại nào các cô tìm hiểu ở các phần tìm hiểu kiến thức đây? Con thể từ, đúng không? Con thể từ, được chưa? Vậy vậy đặc điểm của ngoại ngữ trước khởi ngữ thường có quan hệ từ như vậy. Trước khởi ngữ chúng mình ở đây sẽ là ăn là khởi ngữ, đúng không? Khởi ngữ, được chưa? Thì là chọn từ, được chưa? Để nối kết khởi ngữ với cái phần còn lại của câu, được chưa? Ở ví dụ C này, một mình cái bạn trên trạm biển Sang Trang 3.142 m2 với một mình con cháu. Bạn phát hiện ứng dụng câu đó là ai với một mình con cháu, bạn phát hiện là anh bạn trên trạm biển Sang Trang 3.142 m2 thì h, đúng không? Với một mình con cháu là ngữ. Rồi vậy trước chủ ngữ bên đây ta có từ là đây là một mình thì nó chính là khởi ngữ, đúng không? Từ ghi có là chọn từ. Câu ở đây là ký tượng ở độ cao như thế mới là ở đây chúng ta có thể em lưu ý cho cô này, làm ký tượng ở độ cao như thế mới là ký tượng. Thì câu này nó viết chủ ngữ, đúng không? Viết chủ ngữ nó chỉ có thành phần tính thôi, ở độ cao như thế mới là ký tượng, là viết chủ ngữ, đúng không? Nó viết chủ ngữ, nó là một câu gọi viết chủ ngữ. Vậy làm ký tượng, làm ký tượng nêu lên đề tài, cái công dụng nêu lên đề tài được nói đến trong trong câu, nó chính là làm khởi ngữ chính xác và quyết định khởi ngữ chính xác đối với cháu cần là đầu nguồn. Như vậy ở đây như thế nào, đối với cháu cần là đầu nguồn tương tự ở cái câu B trên, nó cũng quyết chủ ngữ, đúng không? Vậy thật là đầu nguồn ở đây nó sẽ là vị ngữ, đúng không? Đối với cháu à, chúng ta hay chủ nhầm, đúng không? Vậy ở đây từ đối với nó là quan hệ từ, đúng không? Quan hệ từ, được chưa? Vậy trước khởi ngữ sẽ có thường sẽ có các quan hệ từ. Vậy ở đây từ nào là khởi ngữ đây? Từ cháu mới là khởi ngữ. Như vậy là ở đây trong bài tập này để nhận biết được khởi ngữ trong câu thì chúng ta phải nắm chắc đặc điểm như là công dụng của khởi ngữ này, được chưa? Xác định được chủ ngữ, vị ngữ của câu, đúng không? Và xác định được cái quan hệ từ đứng trước khởi ngữ nếu có, đúng không? Rồi nắm chắc được cái ứng dụng của câu thì chúng ta sẽ thì này về năng để nhận biết khởi ngữ trong câu. Vậy chúng ta vừa mới hoàn thành cái bài tập một, chúng ta đã thực hành cho mình cái này, mình được kỹ năng và đang nhận thức khởi ngữ trong câu. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai. Trong bài tập thứ hai này cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta chuyển một câu không có thành phần khởi ngữ sang một câu có khởi ngữ. Okay.
hãy lấy bản thân nắm ra để thêm vào trọng từ. Trọng từ gì? Hoặc chúng ta có thể thêm qua lại từ báo trước từ giờ, đúng không? Về và còn làm bài thì anh ấy cẩn thận, đúng không? Vậy với cô giáo vừa hướng dẫn chúng ta chuyển cái khởi ứng lên trước chủ ngữ, chúng ta sẽ được thực hiện cho cái câu số 2, chúng ta sẽ được một câu như thế nào? Thầy
xếp cho cô giáo một cái đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu chủ đề tự chọn, trong đó có câu văn có sử dụng khởi ngữ, và chú ý là chúng ta sẽ gạch chân dưới câu dưới thành phần khởi ngữ. Chúng ta có yêu cầu chưa? Thank you.